đồng chí Phạm Văn Đô, Phó Chủ tịch. Hòa chung không khí hân hoan cả nước đón chào Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Sáng ngày 29 tháng 8 tại nhà văn hóa thôn Khụ 1, xã Giao Thiền đã tổ chức liên hoan hát du dân ca Mường Thái và giao lưu khắp Thái sờ Mường lần thứ hai. Về dự liên hoan có các đồng chí lãnh đạo Ban dân vận huyện ủy, Phòng văn hóa thông tin, Trung tâm văn hóa thông tin thể thao và du lịch huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã Giao An, Giao Thiền và lãnh đạo xã lân cận Vân An, huyện Ngọc Lặc. Liên hoan đã thu hút hàng trăm người dân và các nghệ nhân hát du khắp sườn trên địa bàn các xã Giao Thiền, Vân An tham gia. Tham gia liên hoan hát du dân ca Mường Thái và giao lưu khắp Thái sờ Mường lần này tại xã Giao Thiền thu hút đông đảo nhân dân các thôn bản trong xã tham gia cổ vũ, với 6 đội văn nghệ gồm các hàng nhân là người dân tộc Thái, dân tộc Mường của các thôn bản trong xã lần lượt trình diễn đan xen giữa hát du dân ca Thái Mường, khắp Thái sờ Mường với những làn điệu theo chủ đề như ca ngợi Đảng Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, du con trên nương, khắp sườn giao duyên, cùng các làn điệu khắp Thái sườn Mường trong lao động sản xuất, mừng ngày mùa, mừng quê hương phát triển. Đây là lần thứ hai xã Giao Thiện tổ chức liên hoan hát du dân ca Mường Thái và giao lưu khắp Thái sườn Mường. Liên hoan đã thể hiện nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc nơi đây và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Không những bà con nhân dân mà những người biết sườn, biết khắp cũng rất vui mừng phấn khởi khi được tham gia. Đồng thời mong muốn các cấp các ngành có kế hoạch và chính sách hợp lý nhằm quan tâm, khuyến khích, bảo tồn, lưu giữ và phát huy các làn điệu dân ca, du Mường Thái, khắp Thái, sườn Mường trên địa bàn xã Giao Thiện nói riêng và huyện Lang Chánh nói chung. Đối với xã Giao Thiện thì là một trong những cái địa bàn xã nằm trong vùng của huyện Lang Chánh, được bao bọc bởi dãy núi Phù Rinh, nơi anh hùng Lê Lợi giấu binh, và xã Giao Thiện tổ chức cái ngày hội văn hóa truyền thống đối với hát Mường, khắp Thái và hát ru. Đây là xã Giao Thiện tổ chức lần thứ hai, và cái ý nghĩa của việc tổ chức như thế này là nhằm bảo tồn cái nét văn hóa truyền thống của người Mường, người Thái trên địa bàn của xã Giao Thiện cũng như là nằm trong sự quản lý của huyện Lang Chánh, và cũng mong muốn đây là phát huy bản sắc dân tộc để bảo tồn cái di sản văn hóa phi vật thể đối với người Mường, người Thái, và đặc sắc nhất là một trong những cái đó là lời hát ru. Chúng ta đã được những người mẹ, người bà khi sinh thành đã được nghe những lời ru, đã được cứa nôi để thấm sâu vào những lời ca tiếng hát, rồi dạy dỗ con mình để trưởng thành trong những lời hát ru đó. Đấy, đó là một trong những nét truyền thống để xin được phát huy, bảo vệ và phát triển, bảo tồn nó. Để góp phần bảo tồn, phát huy các làn điệu dân ca, hát du, những câu khập, câu sườn, liên hoan sẽ được xã Giao Thiện tổ chức thường niên để những người biết khập, biết sườn được giao lưu học hỏi lẫn nhau về kỹ năng cũng như sáng tác thêm các làn điệu mới phù hợp với xu thế phát triển của quê hương, giáo dục nét văn hóa truyền thống dân tộc cho thế hệ trẻ và truyền dạy lại cho các thế hệ con cháu. Đồng thời qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các thế hệ người dân trong xã trong việc xây dựng và phát triển nét văn hóa truyền thống dân tộc, xây dựng con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của quê hương đất nước. Kết thúc liên hoan, xã Giao Thiện đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các đội văn nghệ tham gia liên hoan và đại diện các xã tham gia liên hoan.